guys, welcome back to episode 15 in the series The Most Necessary Language for Students When Flying to Canada. Today, I really want to share with you guys some general impressions about Canada. Please follow this video, let's go! Number 1 chính là xã hội đa sắc tộc. Canada, đất nước đa sắc tộc, nơi mà người ta chấp nhận và khuyến khích những nền văn hóa khác nhau cùng tồn tại và phát triển trong một xã hội. Ở đó, những người dân thuộc các chủng tộc, những nền văn hóa khác nhau có thể chung sống hài hòa và có mối quan hệ tốt với nhau. Tại đây, tất cả mọi người đều được bình đẳng và có quyền như nhau. Những điều này được thể hiện trong hiến chương về quyền lợi và tự do của Canada. Sẽ không ai đánh giá bạn qua ngoại hình và trẻ con nơi đây được nuôi dạy để luôn đề cao sự bình đẳng, tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, không phân biệt sắc tộc. Và đây cũng chính là điều khiến chúng ta nên lựa chọn Canada làm quê hương thứ hai cho chính bản thân mình nhé. Number 2, phúc lợi xã hội. Có lẽ đây là điều tuyệt vời nhất, đưa Canada trở thành một trong những đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Yếu tố con người luôn được coi là quan trọng nhất. Y tế, giáo dục đều được miễn phí. Các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức cộng đồng hoạt động nhiệt tình để đảm bảo người dân được quan tâm và được hưởng cuộc sống lành mạnh, tốt đẹp nhất. Là một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới, Canada rất coi trọng chế độ phúc lợi xã hội. Hàng năm đều lập kế hoạch một khoản tiền dự toán, trợ giúp phúc lợi lớn. Chính phủ đều có chế độ phúc lợi hoàn thiện và quan tâm chu đáo tới người thất nghiệp, người tàn tật và người yếu thế. Number 3, nền giáo dục tại Canada. Có thể nói, nền giáo dục tại Canada luôn nằm trong top nền giáo dục tốt nhất thế giới. Không chỉ là một điểm đến lý tưởng của nhiều du học sinh, mà bên cạnh đó còn có các chương trình giảng dạy chất lượng cùng với vật học phù hợp cho mọi lứa tuổi, từ tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học đến thạc sĩ và tiến sĩ. Giáo dục Canada cho rằng trường học phải là nơi đem lại niềm vui cho học sinh, thay vì gò bó, cưỡng ép học sinh theo những khuôn mẫu cũng như là tạo áp lực cho các em. Các trường học ở Canada tạo ra một môi trường thú vị, vừa là nơi để học tập, cũng vừa là nơi để ươm mầm cho giấc mơ, những đam mê của học sinh. Bằng việc nắm bắt tâm lý của học sinh, các thầy cô giáo sẽ định hướng và tư vấn cho các em một chương trình học giúp các em phát huy tối đa khả năng của mình. Đây cũng chính là điều khiến cho giáo dục ở Canada khác biệt so với các nước trên thế giới và dần trở nên thu hút du học sinh. That's the end of episode 15 today. Please watch episode 16 in the next video. I hope you guys enjoyed this video. Goodbye! For more information, please contact us at 1-800-555-514, Yalo 0818-101368, or fanpage Tư vấn Du học Kiên Giang, and our address is at PO1 Apartment 36, Street 9, Sub Hào Phú Cường, Gạch Giá, Kiên Giang, and branch address at 526/27 Phạm Văn Đồng, Linh Đông Quốc, Thủ Đức City, Hồ Chí Minh City. Thank you everyone for watching this video of L&D. See you all in the next video.